Chuyện của Diệu Linh là như vậy. Theo em, bọn hai quý sẽ ép Diệu Linh đến một cơ sở vui chơi giải trí hoặc một ổ mại dâm nào đó. Để anh gọi cho hai quý thử coi. Alo. Lâu lắm mới lại thấy số máy của thiếu gia. Mấy bữa nay tôi buồn quá ông ơi. Tôi tưởng thiếu gia giàu có ga lăng như ông vui triền miên chứ, không biết buồn hả? Sao lại không buồn? Bị người đẹp đá rồi. Mà lỗi là ở nàng chứ không phải tôi, vậy mới tức chứ. Tưởng chuyện gì, người đẹp này đá sao có người đẹp khác, lo gì. Mà theo tôi á, đây là cơ hội để ông tìm niềm vui mới. Vậy sắp tới ông cố gắng thiết kế chương trình gì ăn chơi coi. Sẽ có. Sắp tới tụi bạn tôi chuẩn bị một chuyến picnic. Trong chuyến picnic đó, ai có bồ sẽ được đưa đi cùng, còn ai chưa có bồ chúng tôi sẽ tuyển cho. Hiểu không? Chỉ picnic thôi hả? Nếu ông muốn thì dọc đường sẽ có một vài ván bài vui chơi có thưởng. À, vậy thì quá tốt. Ông cố gắng kiếm cho tôi một em chân dài nha. Ok. Nhưng phải chuẩn bị đủ cơ số nha. Vô tự đi, ông biết tôi mà. Ok. Ok. Theo anh, thì sắp tới chúng sẽ tổ chức một cuộc đánh bạc lưu động. Khả năng chúng sẽ chọn Diệu Linh là một trong những cô chân dài để phục vụ đại gia. Nếu quả thật như vậy, thì anh sẽ là người bảo vệ cô ấy. Chỉ được bảo vệ thôi đó nha. Em yên tâm đi. Em biết Diệu Linh rất yêu anh. Nhưng có lẽ cô ấy còn yêu quý em hơn cả anh nữa. Thôi, bây giờ em và anh lên kế hoạch để trình với chú Hai và ban chuyên án nha. Thôi, để anh làm cho. Em phụ mẹ nấu cơm đi. Ừ. Hỏi ai vậy? Dạ kiếm Giang Quân ạ. Để tôi lên thưa với cậu chủ. Ngày mai ba tôi đi xin về, chú nói tôi đi Vũng Tàu vài bữa nha. Dạ tôi sẽ thưa. Cô Hai đi bệnh giỏi nha. Đi theo dõi. Đi. Vậy thôi giờ dán tóc lại đi. Xinh nè. Đó. Mấy đứa thấy mắt thăm mỹ mát chưa? Dạ này á nhìn mát kìa. Giờ ra đó thì ra về với cái quà cho má chưa? Mát dạ thì con biết mà. Xe tới rồi kìa, đi thôi mấy em. Dạ. Đi thôi. Dạ, tính tiền. Trời thôi khỏi để đó má tính cho. Cảm ơn má nha. Đẹp lắm. Đi mẹ ơi. Đi, đi. Đi lẹ lên. Chào ta với. Đi lẹ lên. Chào anh. Lên xe đi em. Chào anh đẹp trai. Ừ. Bye anh. Bye má. Anh phải quan tâm đến mấy em ấy đó. Yên tâm đi. Anh kêu mấy người bạn này đối xử tử tế với mấy em mà. Tiền anh xong việc đưa mấy em về nha. Chào. Ủa, Diệu Linh, lên xe em.
thơm gì mà thơm quá vậy? Thu xếp chồng cực lắm đó nha. Chị giỡn của mà. Đi. Vui quá. Chọc em hoài à. Nè chàng thiếu gia đẹp trai, đối tác như vậy còn chưa dĩ sao? Chỗ nước lặn sóng là chỗ nước sâu nhất đó ông. Với các người đẹp chỉ có hành động mới biết nông sâu thôi các em. Nhiều đó thôi chứ đủ đâu nha. Mà hành động á phải đi đôi với sự ga lăng hào hiệp. Đúng rồi đó. Nhìn nè. Quá mỏng manh mà đại gia mới trả cho tôi á. Anh thấy chưa, người ta thì có lợi phí sờ, còn em thì ga lăng gì hết à. Là sao? Em yêu anh cho em đi con. Thưởng cho một cái nữa nè. Không mình gái nè. Cái gì vậy? Anh ơi, anh thưởng cho em. Anh nhớ hứa đó nha. Chịu đi. Để anh thưởng cho em một tiếng nha. Không, cái vợ lên đi. Ôi, anh cười quá à. Đúng rồi. Để đẹp quá. Ôi, con nhỏ anh nghe. Nói giờ chưa khen ai hết á nghe. Chơi với anh chưa khen. Anh từ ga lăng xuống hồ rồi. Nhanh nha. Xin mời. Mình lên trên đó. Đặt xuống nè. Cẩn thận nha. Khách sạn này đẹp quá anh ha. Chào con. Xin chào tất cả mọi người. Dạ chào chú. Dạ. Dạ chào anh. Con dẫn mấy người. Dạ mời mọi người vô đây. Dạ chào anh. Dạ dạ. Dạ. Mời anh tự nhiên. Dạ. Mỗi em một phòng. Muốn uống gì thì có trong tủ lạnh. Muốn ăn gì thì có thực đơn trên bàn. Cần gì thì bấm xuống 001 nha em. Em muốn cái này đi của chung em với anh lùng của em à. Yên tâm đi. Cứ lên nghỉ ngơi trước. Của em nè. Cảm ơn anh. Đây. Dạ. Nè em. Cảm ơn anh. Phòng này của anh. Thôi, bây giờ tất cả các em lên phòng nghỉ ngơi. Em lên nghỉ đi. Dạ. Em dạ. Lên nghỉ đi em. Dạ. Em lên nghe. Anh lên sớm với em nha. Lên phòng đi em. Dạ. Các vị, mọi thứ coi như đã chuẩn bị xong. Mời các vị theo tôi lên phòng lớn lầu 3. À, đi. Xin mời. Xin mời. Khoan đã. Lấy cái cây vô. Dạ. Xin mời các vị. Theo quy ước, xin mời tất cả các vị đưa hết điện thoại cho tôi giữ. Để bảo đảm an toàn cho tất cả chúng ta. Chúc các vị vui vẻ. Ừ.
con vừa lên lên phòng máy 209. Cái nào của thằng Giang Quân vậy? Mày kiểm tra mấy cha thị cho tao, coi có mối làm ăn nào ngon ngon không. Đi lẹ hết. Dạ. Thằng này chết vì gái. Con nào cũng nhắn tin rủ đi chơi đòi tặng quà. Không biết con này đẹp tới mức nào mà đòi tặng hẳn một con Civic 2 chấm. Mày coi nè. Nếu cái máu đỏ đen của nó mà cũng giống máu em Út thì hay biết mấy. Tao cũng kiểm tra nó rồi. Thằng này cũng thuộc dạng sành điệu, nhưng cơ bộ còn ngơ ngơ lắm. Nó nộp đủ tiền phí cho anh chưa? Nếu chưa đủ tiền, trước mấy tao cho xe đến nhà rước. Tôi đặt tài 100. Đặt tài 300. Đặt xỉu 200. 100 xỉu 300. Tôi đặt tài 100. Tài. Phải vậy chứ. Đặt vô. Hiểu. Tài. 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 Đặt xíu. Trời ơi. Tài. Trời ơi.